Thưa quý vị và các bạn thân mến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước sớm đưa vụ gang thép Thái Nguyên ra xét xử trong năm 2020. Nguyễn Phú Trọng yêu cầu trong năm 2020 tập trung đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, trong đó có vụ án tại nhà máy gang thép Thái Nguyên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm 15 tháng 1 cho biết trong năm 2020, Việt Nam sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án kinh tế lớn được dư luận quan tâm, trong đó có vụ án tại nhà máy gang thép Thái Nguyên. Các vụ án này đều liên quan đến những quan chức cao cấp từ thành phố đến trung ương, trong đó có nhà máy gang thép Thái Nguyên có liên quan đến Bí thư Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, đưa ra thông tin này tại phiên họp thứ 17 ban chỉ đạo tại Hà Nội. Trước đó, vào ngày 10 tháng 1, Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải vì đã có vi phạm, khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án Tisco 2 thời ông làm Phó Thủ tướng. Dự án Tisco 2 là dự án mở rộng sản xuất ở công ty gang thép Thái Nguyên. Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định năm 2019 và từ đầu nhiệm kỳ của Đại hội 12 của Đảng Cộng sản đến nay, công tác phòng chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh, tham nhũng được kiềm chế, từng bước ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm. Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 năm 2016 đến nay đã có hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật, trong đó có 21 ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, bao gồm 2 ủy viên Bộ Chính trị, 22 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Báo cáo tại phiên họp, thời gian qua Việt Nam đã thu hồi được số tiền hơn 35.000 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng và kinh tế. Riêng các vụ thuộc diện Ban chỉ đạo quản lý đã tạm giữ kê biên tài sản, phong tỏa tài sản, ngăn chặn giao dịch tài sản có giá trị gần 24.000 tỷ đồng. Bí thư Thành ủy Hà Nội ông Hoàng Trung Hải bị Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định kỷ luật do có những vi phạm nghiêm trọng khi làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, theo Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất trong hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay thì trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Hoàng Trung Hải đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty gang thép Thái Nguyên, dự án Tisco 2. Bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV hôm 10 tháng 1 năm 2020 không gọi ông Hải, người hiện vẫn là Ủy viên Bộ Chính trị, là đồng chí như thường lệ. Hình thức thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng Trung Hải là cảnh cáo theo trang VOV. Vẫn bản tin này nói rằng những vi phạm khuyết điểm nêu trên của ông Hoàng Trung Hải là nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội. Sự việc diễn ra hôm 10 tháng 1 tại trụ sở Trung ương Đảng và theo VOV, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì hội nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật đối với Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Điều này có nghĩa là sự nghiệp chính trị của ông Hoàng Trung Hải phải chấm dứt. Các sai phạm của ông Hoàng Trung Hải được nhắc tới lần đầu vào ngày 9 tháng 12 năm 2019. Vào thời điểm đó, Ủy ban kỷ luật của Đảng nói ông Hải trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có những vi phạm khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án Tisco 2. Đây là dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty gang thép Thái Nguyên của công ty thép Việt Nam. Hoàng Trung Hải sinh năm 1959, quê ở Thái Bình. Ông Hoàng Trung Hải làm Phó Thủ tướng từ năm 2007 đến 2016 dưới quyền của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tháng 7 năm 2006 đến tháng 4 năm 2016, sau đó ông chuyển sang giữ vị trí Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Trong thời gian ông làm Bí thư thành phố Hà Nội, thủ đô Việt Nam đã có những công trình phát triển mở rộng nhiều mặt. Tuy nhiên, vấn đề giao thông ách tắc, thiếu nước sạch, rác thải, ô nhiễm không khí đã gây bức xúc lớn cho người dân và du khách. Một trong những phát biểu gần nhất của ông được báo Việt Nam đăng cuối năm 2019 là "Đừng để khách đến chê Hà Nội quá bẩn". Cũng trong thời gian ông làm Bí thư Thành ủy tại Hà Nội đã xảy ra vụ dân làng Đồng Tâm hồi tháng 4 năm 2017 bắt giữ 38 cảnh sát trong một tuần liên quan tới khiếu kiện đất đai. Vụ việc
tưởng chừng đã được xử lý trong với việc Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung về đối thoại với dân và ký giấy cam kết không truy tố lại tiếp tục bùng lên thành điểm nóng trong những ngày đầu năm 2020. Hôm 9 tháng 1, Hà Nội đưa lực lượng cảnh sát tới địa phương xảy ra đụng độ ở Đồng Tâm làm chết người, cả dân và cảnh sát. Tuy thế, hiện chưa rõ vai trò của ông Hoàng Trung Hải trong vụ việc này đi đến đâu, vì một phần dư luận vẫn tin rằng Đồng Tâm liên quan đến vai trò của Nguyễn Đức Chung nhiều hơn. Tisco 2 tức dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của công ty gang thép Thái Nguyên là một trong 12 dự án đang nằm đắp chiếu hay thua lỗ triền miên của Bộ Công Thương. Tisco 2 được phê duyệt từ năm 2005 với tổng số vốn đầu tư là 3.843 tỷ đồng mà 90% là vốn vay, được xây dựng từ năm 2007 với mong muốn sản xuất 500.000 tấn thép một năm. Tập đoàn xây lắp luyện kim Trung Quốc MCC là đơn vị trúng thầu chọn gói với giá 160,88 triệu Mỹ Kim. Năm 2012, do không giải quyết được vấn đề biến động giá cả thị trường, tập đoàn này rút về nước mà không bàn giao, trong khi Tisco 2 đã thanh toán 92% giá trị hợp đồng. Tisco 2 trở thành một bãi sắt vụn không hơn không kém với gần 4.000 tỷ đồng trở thành nợ không có khả năng hoàn trả. Như thế, ngay từ năm 2012, tức 5 năm sau ngày khởi công, Tisco 2 đã bắt đầu có hiện tượng đình trệ sản xuất. Thế nhưng, sau đó dự án vẫn được Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chấp thuận điều chỉnh tăng giá thêm 4.200 tỷ đồng theo đề nghị của Hội đồng Quản trị Tisco 2 và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lúc bấy giờ, nâng mức đầu tư lên 8.000 tỷ đồng. Con số điều chỉnh này ngày nay được đánh giá là thiếu cơ sở pháp lý và không hiệu quả. Vụ án gang thép Thái Nguyên mở màn với 5 cán bộ cao cấp của Tổng công ty Thép Thái Nguyên và Tisco 2 bị bắt giam từ tháng 4 năm 2019. Nhưng đây cũng chưa phải là mấu chốt của vấn đề, đã biến một số cán bộ, trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải, có nguy cơ thành củi đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng. Ngày 9 tháng 12, thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ nói ngắn gọn sai phạm trong chỉ đạo của Hoàng Trung Hải và nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Ông Hoàng Trung Hải, thời gian ấy là Phó Thủ tướng, đã đánh giá dự án Tisco 2 có hiệu quả, đưa đến việc tiếp tục nhắm mắt lao vào tiền vay và kỹ thuật lạc hậu của Trung Quốc. Tại sao các ngân hàng đầu tư của Trung Quốc lại dễ dàng mở hầu bao để giúp mở rộng công ty gang thép giai đoạn 2 như thế, dù nó đang là đống sắt vụn? Lý do dễ hiểu, họ muốn biến Việt Nam thành con nợ và dễ dàng siết nợ. Đó là mánh khóe khiến Việt Nam ngày càng lún sâu vào sự phụ thuộc của họ. Còn về phần các quan chức Việt Nam cũng hưởng lợi không nhỏ từ các nhà thầu Trung Quốc nhờ vào sự tiêu thụ công nghệ lỗi thời của họ. Hầu hết 12 dự án đại thua lỗ của Bộ Công Thương đều mắc phải tình trạng này. Chẳng hạn nhà máy bột giấy Phương Nam đầu tư 4.500 tỷ do Trung Quốc xây dựng, sau nhiều lần chạy thử không ra được một sản phẩm, nay giao bán 3 lần không ai mua. Đây chính là hệ lụy đáng sợ của hình thức tổng thầu Trung Quốc mà các dự án Việt Nam luôn mắc phải. Thời gian vừa qua, sự giằng co trong dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông có vẻ cũng chưa làm cho Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sáng mắt. Do đó, việc ông Trọng cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao khúc dạo nhạc đầu để mang một số cán bộ cấp cao ra tòa, kể cả Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải cũng bị xem xét kỷ luật, không có gì là ghê gớm. Nó chỉ cho thấy một mảng đen tối của các vấn đề là lòng tham làm vô độ, khả năng điều hành quản lý của cán bộ Cộng sản, bất chấp quyền lợi quốc gia, sẵn sàng bắt tay với nhà thầu Trung Quốc để kiếm phần trăm hoa hồng. Nhưng mảng lớn nhất mà ông Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam muốn che giấu đó là sự lệ thuộc vào Trung Quốc về chính trị và kinh tế ngày càng sâu đậm. Chắc chắn vụ đầu tư Tisco 2 phải có liên quan đến tứ trụ thời gian đó, khi ông Đức Mạnh là Tổng Bí Thư và ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng, chứ không riêng gì Hoàng Trung Hải và Vũ Huy Hoàng. Cho nên, để trả lời câu hỏi vì sao ngày từ năm 2012, dự án Tisco 2 hoàn toàn không có khả năng sản xuất mà Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục bơm tiền vay từ Trung Quốc. Chẳng những vậy, còn đưa ra bao nhiêu biện pháp cứu nguy mà không chịu dừng lại cũng không có gì khó. Rõ ràng là phía sau dự án này, ngoài số cán bộ tham ô bất tài của Việt Nam, còn có cái bóng của Tập Cận Bình. Hà Nội cố tình rơi vào chồng con nợ Trung Quốc dương ra để cuối cùng phải quy phục Trung Quốc như một chư hầu. Cũng chính vì thế, khi Trung Quốc đem tàu vào bãi tư chính, vào
đầu tháng 7 năm 2019 cày xới vùng biển chủ quyền của Việt Nam và trở lại nhiều lần sau đó. Nhân dân Việt Nam đồng tình muốn kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế mà Cộng sản Việt Nam lặng thinh, không dám kiện. Chẳng qua Hà Nội sợ bị siết nợ và mất lòng Thiên Triều. Mà nợ thì đâu chỉ là món nợ gang thép Thái Nguyên mà còn biết bao nhiêu các món nợ khác. Đó là sự thật của câu hỏi vì sao dự án Tisco 2 của công ty gang thép Thái Nguyên nằm đắp chiếu suốt 14 năm nay mà vẫn tiếp tục đến không biết bao giờ. Rất nhiều người phấn khởi cho rằng cuối cùng thì sự chờ đợi của dư luận cũng được phản hồi. Ba nhân vật có vấn đề từ bao năm nay cũng đã lên thớt và chắc chắn bọn họ có an toàn về vườn thì sinh mệnh chính trị của họ cũng không thể nào cứu vãn được. Thật ra nếu nói người Cộng sản coi sinh mạng chính trị thì đúng phần nửa, đúng khi họ chưa ngoi lên đỉnh cao quyền lực thì sinh mệnh chính trị là cứu cánh cho mục tiêu ấy. Nhưng tới khi đã đạt được đỉnh cao rồi thì sự nghiệp tài sản mới quan trọng đối với họ. Cống hiến để đổi lấy cái thành quả cuối cùng ấy bằng mua chuộc, quy lụy, cấu kết, biển thủ, cuối cùng là hạ cánh an toàn. Để đạt được mục tiêu, họ sẵn sàng mua chuộc đường dây dẫn tới vị trí mà họ nhắm tới. Muốn chắc chắn hơn, họ chấp nhận quy lụy dâng hiến tất cả những gì họ có. Họ sẽ cấu kết với nhau làm thành liên minh để kiếm trác và hành vi biên thủ hung quỹ là mục tiêu cuối cùng trước khi hạ cánh an toàn. Ở những quốc gia tiên tiến thì họ làm giàu trước khi làm chính trị. Còn ở Việt Nam thì họ làm chính trị để tiến tới mục tiêu làm giàu. Những đoạn đường ấy họ lấy bốn chữ sinh mệnh chính trị ra để khỏa lấp hay che đậy cái ý đồ mà họ theo đuổi cho tới khi vụ việc bị công luận vạch mặt họ mới cam chịu. Nhưng không dễ gì khai ra đồng phạm vì đồng phạm là cái phao cuối cùng họ có thể bám víu vào trong thời khắc nguy nan nhất trong cuộc đời của họ. Hoàng Trung Hải khác biệt hẳn với hai người trước, nhưng khi bị đặt lên chiếc lò bắt quái của ông Nguyễn Phú Trọng, hình thức kỷ luật thì hầu như công chúng khắp nơi hoan hỉ vỗ tay chúc mừng. Ông Hoàng Trung Hải mang một tội danh khác tham nhũng, được Mỹ từ hóa, đã có ý kiến chỉ đạo nâng tổng mức đầu tư dự án gang thép Thái Nguyên thiếu căn cứ. Số tiền tham nhũng chưa được xác minh nhưng hậu quả thì ai cũng đã thấy, một nhà máy bề thế hạng nhất miền Bắc nay biến thành một đống sắt vụn phế thải vì không thể vận hành trong hàng chục năm qua. Hoàng Trung Hải nguyên là phó thủ tướng, hiện giữ chức bí thư thành ủy thành phố Hà Nội, một vị trí có tiềm năng trở thành tam trụ trong nay mai, bỗng dưng bị đá văng khỏi chiếc ghế vàng. Không thể là một quyết định vội vàng mà quyết định ấy phải nâng lên đặt xuống không biết bao nhiêu lần, vì Hoàng Trung Hải có một yếu tố rất quan trọng khác đứng đầu, đó là yếu tố Trung Quốc. Cho đến thời điểm này thì chúng ta cũng hiểu được rất rõ là Nguyễn Phú Trọng không muốn rời chiếc ghế quyền lực, mà tiếp tới Đại hội 13 này ông sẽ tiếp tục muốn giữ vững được vị trí tối cao này. Hai chiếc ghế đúc của ông ta đó là Chủ tịch nước và Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì cho đến thời điểm này, một thành phần rất là quan trọng đó là Hoàng Trung Hải đã bị ông tiêu diệt, và chắc chắn một tương lai của Đại hội 13, ông sẽ tiếp tục tiến bước vào con đường nắm giữ hai chiếc ghế quyền lực nhất này. Dĩ nhiên cả vùng máy này đều không ít thì nhiều dính dáng tới Trung Quốc, kể cả ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng dính tới mức độ nào, một phó thủ tướng rồi bí thư thành ủy như ông ta lại bị một người tấn công không biết mệt mỏi để công luận chú ý tới lại lịch cũng như hành vi thân cận Trung Quốc thì không thể không có vấn đề. Người ấy chính là blogger Lê Anh Hùng, hiện đang bị tạm giam, chưa ra tòa. Một cộng tác viên của đài VOV, VOA và có một hàng chục lá đơn tố cáo ông Hoàng Trung Hải là tàu cộng, bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam từ tháng 7 năm 2018. Ông Hùng viết tới 76 lá đơn tố cáo Hoàng Trung Hải trước khi bị bắt. Và dĩ nhiên, không ai dám kết án ông bí thư thành ủy Hoàng Trung Hải là có hành vi bán nước cả. Và vấn đề của nhà máy gang thép Thái Nguyên cho tập đoàn xây lắp luyện kim Trung Quốc MCC. Suy cho cùng, cả ba ông bị can chỉ là một cái cớ để người dân nhìn về hướng khác, mặc dù cái cớ này xem ra nặng ký và khó tiêu hóa cho một thể chế lấy hào nhoáng bên ngoài làm cứu cánh hơn là quyết tâm diệt tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng từ trong chính nước. Nếu quyết tâm thì đã không có các vụ án như Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, sẽ không có Vũ Nhôm, hay tệ hơn là Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son trong vụ Mobifone mua AVG vừa qua.
cũng sẽ không có Thủ Thiêm đang mừng mổ những Tất Thành Cang, Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua, Lê Hoàng Quân sẽ không có cửa để trở thành sứ quân. Trong khi ba ông lên thớt thì làng Vũ La, xã Đồng Nam, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, chính quyền gióng trống phất cờ chiếm đất của nông dân để giao cho doanh nghiệp. Trong khi Thủ Thiêm còn chưa hết tang thương thì quan quân đã kéo đến vườn rau Lộc Hưng, tấn công và đập phá một mảnh đất con nhằm chứng tỏ bạo lực cách mạng là đúng đắn. Vậy thì có nên tin quyết tâm trong sạch bộ máy để đưa đất nước đứng lên hay không? Và quyết tâm trả thù bất kể nhân dân lụt bại. Trong 10 vụ án nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm được ông Nguyễn Phú Trọng muốn đưa ra xét xử trong năm 2020 này để làm một bước đệm vững chắc để cho ông tiến tới tiếp tục giữ hai cái ghế quyền lực nhất của Việt Nam hiện nay, đó là chức Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Đó là vụ án thứ nhất vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra ở Tổng Công ty Rượu Bia nước giải khát Sapeco, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ án thứ hai là vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến dự án khu đất 812 Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ án thứ ba vi phạm các quy định về quản lý đất đai lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty Hải Thành, quân chủng Hải quân liên quan đến đất số 7 và 9 Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ án thứ tư là vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng xảy ra tại hội sở chính BIDV và chi nhánh Hà Thành, chi nhánh Hà Tĩnh và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ du lịch Trung Dũng. Vụ án thứ năm đó là vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng hậu quả gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí PVB trong dự án xây dựng nhà máy ethanol Phú Thọ. Vụ án thứ năm đó là vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh và các đơn vị có liên quan. Vụ án thứ sáu đó là vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty gang thép Thái Nguyên. Vụ án thứ bảy đó là vụ án về vi phạm về quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tham ô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Vụ án thứ 9 là vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam Sacombank. Và vụ án thứ 10 đó là vụ án vi phạm quy định đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Vâng, xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Trong video chúng tôi thực hiện sẽ không ít những chuyện không được như ý xảy ra, những sai sót, những thiếu sót. Rất mong được quý vị và các bạn một cách tốt hơn, thành viên tích cực của kênh. Và một điều rất là quan trọng, hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn.